Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn module cảm biến lực FSR402 Arduino. Đây. Thì cảm biến này của chúng ta sẽ có hai chân để kết nối đây. Đấy, các bạn thấy là cảm biến chúng ta rất là mỏng, các bạn có thể dán lên bất kỳ một cái bề mặt nào để đọc giá trị lực từ cái bề mặt đấy về. Đấy. Thì nguyên tắc hoạt động của cảm biến này như sau. Cảm biến này thì cấu tạo gồm có 3 lớp. Các bạn thấy là một chân này sẽ đi với lớp mặt trên, một chân này đi với lớp mặt dưới, và hai cái lớp này thì được có một lớp cách điện ở giữa. Đấy, điện trở của giữa hai cái bề mặt này sẽ bị thay đổi phụ thuộc vào cái lực mà các bạn nhấn ở đây. Đấy, lực tác động càng mạnh thì điện trở của module càng giảm xuống. Đấy, thì cái điện trở của module này sẽ dao động trong khoảng từ 200 ohm đến 100 kilo ohm. Đấy, thì và cái khoảng lực tác động cái module này thì nằm ở khoảng từ 0 đến 100 newton. Thì các bạn có thể dựa vào đấy để tính toán ra giá trị lực của mình. Thì ở đây các bạn có thể xem một số cái ví dụ về việc sử dụng cảm biến lực ở đây. Các bạn thấy là các bạn có thể sử dụng nó để tạo thành các cái phím bấm đúng không? Có lực tác động lên, hoặc là các bạn có thể sử dụng nó để đấy, các bạn thấy là chúng ta có thể sử dụng nó để điều khiển led đúng không? Lực nhẹ thì led sáng ít mà lực mạnh thì led sáng nhiều. Này, các bạn có thể sử dụng nhiều con cảm biến lực này trên cùng một kit Arduino. Thì việc sử dụng cái cảm biến này thì chúng ta sẽ kết nối với vi điều khiển như sau. Đây thì các bạn thấy đây, cảm biến chúng ta thì có hai chân, đó các bạn sẽ cấp nguồn dương 5V. Đây thì đây các bạn thể thấy là mình có thể cấp nguồn 33 ohm được, nhưng đây mình đang sử dụng Arduino thì mình sẽ cấp nguồn 5V. Mình sẽ cấp nguồn 5V vào một chân của cảm biến, đúng không ạ? Một chân còn lại cảm biến thì các bạn sẽ lấy về một chân ADC của Arduino, ví dụ đây mình lấy về chân A1 này. Đấy, thì giữa cái chân các bạn lấy về chân A1 này, các bạn sẽ kéo từ chân chân analog này xuống đất bằng qua một con trở 10K, đấy, dạng trở treo. Đấy, thì sau đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho Arduino để chúng ta test thử cảm biến này. Đây các bạn thấy là ban đầu khi mà chưa có lọc tác động thì chúng ta sẽ chỉ có một ô vuông ở trên Arduino hiển thị lên. Đấy, khi mình nhấn vào đây, đấy các bạn thấy tùy vào lực nhấn thì cái ô vuông nó sẽ tăng dần lên. Đấy, các bạn thấy đấy. Đấy, thì tùy vào các bạn sẽ đọc cái giá trị ADC và các bạn xử lý nó để chúng ta có được những cái như này. Với cảm biến lực này thì các bạn có thể dán lên bất kỳ một bề mặt nào đấy để chúng ta phát hiện lực. Đấy. Nếu như các bạn không tiện để sử dụng các cái module cồng kềnh, ví dụ như là loát cell, thì các bạn có thể sử dụng cảm biến lực này để đo lực. Đấy. Video giới thiệu về cảm biến lực FSR402 Arduino của nhóm review đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.